liên quan. Hình ảnh khủng khiếp vừa rồi xảy ra bên trong một quán karaoke trên đường Phan Văn Trị thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trưa cùng ngày 17 tháng 2 năm 2022, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ việc một nhóm người xông vào quán karaoke rồi đánh nhau làm một người chết, nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày 17 tháng 2, người dân phát hiện nhóm người rượt đuổi nhau trên đường Phan Văn Trị, đoạn qua phường 11, quận Bình Thạnh. Lúc này, một nam thanh niên bị thương chạy vào trong quán karaoke bên đường cầu cứu, xin lẩn trốn nhóm người truy sát. Phát hiện vụ việc, nhóm có khoảng 6 người truy đuổi cầm hung khí xông vào quán karaoke. Bị nhân viên quán karaoke ngăn lại, nhóm người cầm hung khí tấn công loạn xạ người tại đây. Người trong quán cố gắng dùng bình chữa cháy xịt xua đuổi nhóm người ra ngoài. Sau khi tấn công, nhóm người truy sát bỏ đi. Vụ việc làm hai người của quán karaoke bị thương, gồm một nam nhân viên quản lý và một nhân viên thử việc. Trong đó, nam nhân viên thử việc 25 tuổi của quán bị thương nặng và chết tại bệnh viện với nhiều vết đâm. Ngoài ra, khi xông vào quán, nhóm này còn đánh hai người khác là khách của quán, khiến một người bị thương, một người may mắn thoát chết khi bị chém bể nón bảo hiểm. Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã đến phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra. Công an cũng trích xuất camera an ninh bên trong quán để truy xét nhóm người gây án.